Công Lý, cười vai diễn, khóc tình duyên, tuổi trung niên bệnh tật. Đem tiếng cười đến với khán giả để nhận lấy nụ cười mãn nguyện cho sự nghiệp diễn viên của mình. Công Lý đã thành công khi khẳng định vị thế của mình trên làng sân khấu hài, không chỉ ở phía Bắc. Thế nhưng, phía sau vẻ mặt cười, nét đánh đá của cô đầu với nét tưng tửng, đó là một Công Lý xót xa và mải miết tìm một mái ấm cho riêng mình. Suýt trượt diễn viên vì ngoại hình xấu. Bụi một chút, gấu một chút, Công Lý không có vẻ ngoài quá lấp lánh, toát lên chất minh tinh, nhưng bù lại anh có một cái duyên mà không phải diễn viên nào cũng có được. Ngay từ thuở đôi mươi, chính mẹ của Công Lý cũng không tin tưởng lắm về khả năng tiến xa của con trai mình. Khi anh có ý định theo nghề diễn viên, trong suy nghĩ của bà, minh tinh màn bạc phải có vẻ ngoài hấp dẫn, đẹp mã, điều mà hoàn toàn không thấy ở cậu con trai. Thoáng nhìn đã thấy nghịch ngợm. Chính bản thân Công Lý cũng có lúc chẳng tin mình là một diễn viên nổi tiếng, vì ngay từ lúc chọn nghề, anh đâu có biết diễn viên là nghề gì và phải làm những gì. Nghề diễn đã chọn anh như một duyên phận không thể nào cưỡng lại được. Công Lý sinh ngày 16 tháng 10 năm 1973 tại Hà Nội, trong một gia đình có ba anh chị em. Cha của anh là một người phục vụ trong quân đội, liên tục phải xa nhà. Sau vì thương vợ vất vả và mấy đứa con bé xíu, ông đã bỏ việc về phụ giúp vợ con. Mẹ của Công Lý là một cán bộ mẫn cán của ngành bưu điện. Như bao gia đình bình dân khác, tuổi thơ của Công Lý gắn liền với những trò chơi tự chế như đánh đáo, lon bia. Hay mỗi Tết Trung Thu với chiếc mặt nạ được chị gái tự vẽ tặng cho để em trai nhập cuộc với bọn trẻ cùng phố. Phim ảnh với anh đều gắn liền với việc nịnh thằng con nhà hàng xóm để được xem nhờ TV. Và chính từ đây, sự yêu thích cũng như khái niệm về nghề diễn bắt đầu có trong suy nghĩ của cậu bé nghịch ngợm Công Lý. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Công Lý đứng trước những sự lựa chọn nghề nghiệp. Anh đăng ký dự thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đơn giản vì thích được xem phim. Anh chọn ngành diễn viên vì anh nghĩ nếu thi đậu vào trường, đồng nghĩa anh có thể tha hồ xem phim. Lúc ấy bản thân Công Lý cũng chưa hiểu rõ diễn viên là nghề gì và anh phải làm những gì. Anh cũng không hiểu khái niệm tiểu phẩm là gì và diễn ra làm sao. Công Lý rủ rê người bạn thân đăng ký cùng thi, nhưng rồi đến ngày nước chảy đến chân mới nhảy, người bạn đột ngột bỏ ngang Công Lý và anh chinh chiến một mình. Chính trong những ngày thi, Công Lý mới bắt đầu biết nôm na khái niệm diễn viên là gì và phải làm những gì. Và nếu không có câu nói của nghệ sĩ Đức Đọc, bố của nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân: "Tôi thấy cậu này có khả năng làm diễn viên, tuy hình thức không thiện cảm lắm", thì Công Lý đã bị đánh trượt chỉ vì vẻ bề ngoài không được bắt mắt của mình. 3 năm để yêu, yêu và thích với nghề diễn viên, Công Lý về đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội và từng bước âm thầm đi qua những chặng đường gian nan, buồn, vui, mặn, chát của nghề diễn. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng Công Lý lại may mắn có được sự ủng hộ hết mình từ phía cha mẹ. Anh kể lại: "Tôi nhớ ngày xưa, cha tôi hát rất hay. Ông rất yêu nghệ thuật, thích làm thơ và sưu tầm thơ. Ông từng tặng tôi một cuốn sổ ghi chép những vần thơ do ông làm và cả sưu tầm nữa. Tôi đã may mắn thừa hưởng niềm yêu thích văn chương nghệ thuật ấy của ông." Mỗi khi nhắc đến người cha, Công Lý luôn rạng rỡ khuôn mặt, kể về cha mình với lòng thành kính và biết ơn. "Khi đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp, cha tôi đã nói với tôi rằng, con đã 18 tuổi, bố chỉ bàn với con thôi, chứ không dạy con như lúc con còn nhỏ nữa. Vì vậy, con phải lựa chọn chắc chắn những gì con có thể làm được." Anh nhớ lại, khi tôi học năm thứ 2 đại học, thì mẹ tôi khuyên tôi về làm ngành bưu điện, nên bỏ nghề diễn viên vì bà thấy nghề này không có tương lai. Tôi đã nói lại với mẹ, con sẽ yêu nghệ thuật đến khi nào nó phụ con sẽ bỏ. Sự ủng hộ hết mình từ bậc sinh thành đã góp phần hun đúc nên một Công Lý, nghệ sĩ hài luôn nằm trong top hàng đầu phía Bắc. Cô đầu thích phá cách. Vai diễn Bắc Đầu là thể hiện rõ nhất sự phá cách của Công Lý, dù trước đó anh đã tạo nhiều ấn tượng với nhiều dạng vai hài trong series Gặp Nhau Cuối Tuần trên màn ảnh cũng như sân khấu. Sự thành công của vai diễn này đã khiến một nhân vật thần thoại không thể thay đổi như thần Bắc Đầu bị nữ hóa, không chỉ trên sân khấu mà cả trong niềm vui thích của khán giả. Vai diễn Bắc Đầu ban đầu không òn ẻn, èo lả như hiện tại mà cũng cứng rắn, tương tự như Nam Tào do Xuân Bắc đóng. Công Lý đã nhào nặn nên một Bắc Đầu liến thoáng,
hoạt bát, đánh đá trên sân khấu Táo Quân và tạo nên điểm nhấn đáng tự hào cho chương trình này. Đây là vai công chúng biết và nhớ đến một công lý nhiều nhất. Tuy nhiên, anh lại không đánh giá cao vai cô đầu bằng vai Hòa trong vở kịch Điện thoại di động của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Hòa là một nhân vật đa chiều, đòi hỏi rất cao kỹ năng diễn xuất và công lý đã làm rất tốt vai trò của mình. Anh xuất sắc giành huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 qua vai Hòa. Nói về vai diễn trên màn ảnh, công lý luôn nhớ và trân trọng vai Tưởng trong bộ phim truyền hình Ảo ảnh giữa đời thường của đạo diễn Trần Lực. Đó là vai chính đầu tiên của công lý trên màn ảnh và vai diễn cũng đã giúp anh ghi dấu ấn sự thành công nhất định trên con đường sự nghiệp diễn viên. Ở người diễn viên có vẻ đẹp, hơi láo này, không có sự chây lười, dập khuôn trong vai diễn, anh nỗ lực sáng tạo, phá bỏ những quy phạm nghệ thuật để tìm đến những vai diễn phá cách, đa chiều. Anh nói, tôi thích những vai diễn cá tính, sâu sắc, bất chấp là hài hay chính thống. Nhiều người nói diễn hài nhiều sẽ làm hỏng diễn xuất. Tôi không cho là vậy. Hỏng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của diễn viên. Dù sao diễn hài cũng là một sở trường của tôi. Cười vai diễn, khóc tình duyên. Trên sân khấu, Công Lý là một diễn viên giỏi chọc cười. Trên màn ảnh, anh là một nghệ sĩ sâu sắc. Và ngoài đời, anh điềm tĩnh, dễ gần, thân thiện. Một hình ảnh đủ để Công Lý có thể nở nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng, đằng sau thành công của một diễn viên nổi tiếng vun vén tiếng cười cho thiên hạ là sự thất bại, tiếng khóc cay đắng cho khao khát một mái ấm đơn giản. Công Lý cũng như bất cứ người đàn ông bình thường nào khác, anh cũng muốn là một người cha, người chồng đơn giản vun vén hạnh phúc cho một mái ấm gia đình. Mỗi khi nhắc đến những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Công Lý luôn nghĩ đến những đứa con đầu tiên. Với anh, con cái sẽ nhận những hậu quả từ phía người lớn để lại sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Khác với hình ảnh lốp bốp bề ngoài dễ đánh lừa, Công Lý là một người có tri thức, tinh tế và yêu cái đẹp. Điều này ai tiếp xúc lâu với anh đều hiểu. Thế nhưng, cuộc đời chẳng mấy khi chiều lòng người. Hai lần tìm bến đỗ, Công Lý đều ly hôn khi con cái còn nhỏ. Trước khi kết duyên cùng MC nổi tiếng Thảo Vân, anh đã trải qua một đời vợ. Cuộc hôn nhân thứ nhất đổ vỡ, mọi cái như tan vỡ, toàn mất, chỉ còn lại đứa con gái bé bỏng là được. Tưởng như sự bình yên tìm đến khi kết duyên cùng MC Thảo Vân, thì sau gần 5 năm chung sống, họ lại đường ai nấy đi, dù luôn giữ những hình ảnh tốt về nhau, nói tốt về nhau. Và anh lại an ủi, có mất, nhưng lại được một cậu con trai. Nói là vậy, nhưng sao vẫn xót xa. Nếu nói về tình duyên, thì tôi thấy mình không may mắn. Đó là số phận rồi, tránh sao được. Công Lý chua xót, nói khi nghĩ về những cuộc hôn nhân đã qua. Anh cũng cho rằng, với tư cách là một người chồng, người cha, tôi tự cho thấy mình không phải là người chồng, người cha quá tệ. Tôi vẫn đi làm đều đặn, lao động kiếm tiền chân chính và nỗ lực. Tôi yêu thương con cái, không có những tệ nạn. Người đàn ông như vậy không phải là quá tệ trong xã hội hiện nay. Có lẽ vì vậy, mỗi khi nhắc đến những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Công Lý luôn nghĩ đến những đứa con đầu tiên. Với anh, con cái sẽ nhận những hậu quả từ phía người lớn để lại sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Công Lý nói, người lớn ly hôn là tự giải thoát cho chính họ. Trẻ con lại phải nhận lấy những hậu quả. Đó là sự ích kỷ. Khi được hỏi về nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân với Thảo Vân, Công Lý không nói nguyên nhân nào cụ thể, chỉ đơn giản, hai vợ chồng không giải quyết được những chuyện bé nhỏ, để rồi dần nhân lên và dẫn đến ly hôn. Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là sự cảm thông. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi cần một gia đình lắm chứ. Gia đình là thiên chức của bất cứ ai. Người đàn ông đến độ tuổi nào đó sẽ chững lại, và lúc đó họ sẽ cần lắm đến một gia đình. Tôi cũng thèm khát một gia đình, nhưng vấn đề gia đình đó như thế nào? Nghe lời tự đáy lòng của Công Lý, người hai lần lỡ dở sau khi bỏ gương mặt từng làm nghiêng ngả sân khấu hài mà sao thấy xót xa. Tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhập viện cấp cứu khi bị ngã tại nhà riêng. Sau thời gian điều trị, người thân của cô đầu chia sẻ về sức khỏe của anh hiện tại đã có chuyển biến tốt. Anh chăm chỉ tập luyện khi được xuất viện về nhà. Là người túc trực, chăm lo cho nghệ sĩ nhân dân Công Lý suốt thời gian qua, chị Ngọc Hà, vợ của anh, thường xuyên chia sẻ về tình hình ông xã, thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả. Mới đây, bà xã kém 15 tuổi tiếp tục gây chú ý khi hé lộ mong muốn, nỗi lòng của nghệ sĩ nhân dân Công Lý sau khoảng thời gian hơn nửa năm dưỡng bệnh. Chị cho biết,
Khi có người bạn thân gọi điện đến thăm, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã bật khóc, nói trong nước mắt và trải lòng với bạn: "Tao thèm được đi diễn vô cùng." Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng. Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng, nói với người bạn thân. Bệnh tật đến không chừa một ai, đôi khi nó là số phận. Tiểu sử Tùng Dương, giọng ca kỳ quái và đời tư kín tiếng với người vợ không danh phận. Ca sĩ Tùng Dương và tuổi thơ dữ dội. Nam ca sĩ Tùng Dương sinh năm 1983 tại quê ngoại Bắc Ninh. Bố là doanh nhân, mẹ từng mở cửa hàng trang điểm, chụp ảnh, nên về sau trở thành người thiết kế trang phục đi diễn cho Tùng Dương. Tùng Dương được tiếp xúc với âm nhạc rất sớm từ khi còn nhỏ, mặc dù bố mẹ anh không theo nghề hát. Anh chịu tác động từ ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Ngoài ra, gia đình anh cũng có nguồn gốc nghệ thuật độc đáo với nhà thơ Phạm Hổ và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là em trai của bà nội anh. Năm Tùng Dương học lớp 3, bố mẹ anh bắt đầu kinh doanh tại Nga, anh ở với hai bác ruột. Bố mẹ biết anh có sở thích ca hát, thường xuyên gửi những đĩa nhạc mới về cho anh. Anh đã được tiếp xúc với nhạc gia từ khi còn nhỏ, điều đó đã giúp anh phần nào tạo nên phong cách của mình bây giờ. Vào năm 1995, anh đạt giải thưởng đầu tiên vào năm anh 12 tuổi, giải thưởng Huy chương bạc giọng hát hay phát thanh truyền hình toàn quốc năm 1995. Ngay sau đó, anh được cử đi Nga với tư cách là đại diện của đoàn ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn tại Moscow. Vào năm 1999, anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, anh tiếp tục đạt được những giải thưởng cao quý trong sự nghiệp, điển hình như giải 3 cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội vào năm 1999, giải 3 cuộc thi giọng hát hay Hà Nội vào năm 2001 và giải nhất năm 2003. Sau đó anh tốt nghiệp Nhạc viện năm 2007, bắt đầu hành trình theo đuổi ca hát. Ca sĩ Tùng Dương, sau mai điểm hẹn, bước ngoặt cuộc đời. Năm 2004 đánh dấu cột mốc quan trọng của ca sĩ Tùng Dương. Anh trở thành một trong 12 gương mặt tiêu biểu được lọt vào chung kết với mã số 04. Anh chủ yếu biểu diễn các ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, với phong cách độc đáo đã gây sự chú ý đến ban giám khảo. Vòng đầu tiên của đêm chung kết, anh là thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất đến từ phía khán giả và tiếp tục được vào vòng trong. Anh là thí sinh nhận được lời khen nhiều nhất từ phía hội đồng nghệ thuật. Trong đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh đưa ra bình luận: "Nền nhạc trẻ Việt Nam hiện đại rất tự hào vì có sự góp mặt của em." Nhưng dừng chân lại ở vị trí á quân trong chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, anh đã để mất cơ hội dẫn đầu về tay Kasim Hoàng Vũ và đứng vị trí thứ hai với 25% phiếu bầu. Dù vậy, anh lại được nhiều giải thưởng quan trọng. Giải ca sĩ được độc giả báo Vietnamnet bình chọn nhiều nhất, đặc biệt giải thưởng do hội đồng nghệ thuật bình chọn, nhận được phần thưởng là một khóa đào tạo ngắn hạn về nghệ thuật trình diễn tại nước ngoài. Sau Mai Điểm Hẹn, anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Anh tham gia dự án Nhật Thực 2 của nhạc sĩ Ngọc Đại với những chương trình biểu diễn tại Hải Phòng tháng 10 và Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11. Đồng thời, album Nhật Thực 2 gồm 7 ca khúc của Ngọc Đại do anh và Khánh Linh thể hiện được ra mắt vào cuối tháng 12. Album đã đạt kỷ lục về tiêu thụ trong vài năm với 50.000 đĩa nhạc được in ra. Cuối tháng 11, Tùng Dương được tham gia Festival Nhạc gia châu Âu với tư cách ca sĩ Việt Nam duy nhất tham dự. Anh là ca sĩ thành công và nổi tiếng với các phần trình diễn những sáng tác của Lê Minh Sơn, Ngọc Đại và ca khúc của nhạc sĩ Trần Minh. Vào năm tiếp theo, anh tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Ngọc Đại, tham gia vào chương trình Nhật Thực Toàn Phần vào tháng 6. Cùng góp mặt trong live show khúc Tự Tình 2 của nhạc sĩ Hà Dũng với Đợi Chờ và Biến Phai Tình, mang âm hưởng ca trù và ra vào tháng 7. Tháng 9, ca sĩ Tùng Dương trở thành khách mời trong chương trình biểu diễn của ca sĩ Anh Mara Kali tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đầu năm 2006, ca sĩ Tùng Dương với ca sĩ Nghi Văn hát trong album Chạm Vào của nhạc sĩ Như Huy. Đến tháng 6 trong năm, anh tham gia chương trình Vọng Nguyệt. Ca sĩ Tùng Dương và phong cách âm nhạc. Nam danh ca có giọng hát và phong cách chịu nhiều ảnh hưởng từ những ngôi sao hải ngoại như Whitney Houston, Peter Gabriel.
Anh đã được tiếp xúc với jazz từ khi còn rất nhỏ. Anh rất yêu thích nhạc jazz dù vẫn chưa thực sự thử nghiệm về dòng nhạc này nhiều. Đây được xem là cơ sở để anh thể hiện nhiều sắc thái của giọng hát. Anh không cố định ở một dòng nhạc, anh luôn phát triển nhiều thể loại khác nhau để làm phong phú âm nhạc của mình như jazz, pop, dân gian đương đại, như chạy trốn, những ô màu khối lập phương, cho đến cả nhạc cách mạng và nhạc xưa, nhạc trữ tình trước năm 1975. Anh cho rằng nếu tự đóng khung ở một thể loại, tôi sẽ tự chán mình trước hết. Ở từng giai đoạn, âm nhạc của tôi sẽ ứng với sự phát triển của thẩm mỹ, trạng thái tâm lý và cảm xúc cá nhân tôi. Tôi thay đổi nhưng vẫn là mình, vẫn là một Tùng Dương, luôn có nhu cầu thể hiện và làm mới. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mọi chuyển động âm nhạc của tôi như chuỗi mắt xích có liên quan đến nhau. Cái trước là nền tảng cho những phát triển sau. Anh quan niệm rằng điều này giúp anh mở rộng thêm đối tượng khán giả của mình. Ngoài công việc là một ca sĩ trên sân khấu, anh cũng từng thử sức với công việc sáng tác. Anh đã công bố một ca khúc, đó là Trong vòng tay cô đơn do Thái Thủy Linh thể hiện trong album Sao Mai Điểm Hẹn. Ca sĩ Tùng Dương và gu thời trang độc đáo. Anh tự nhận mình là một tín đồ thời trang và thường lựa chọn trang phục rất kỹ mỗi khi lên sân khấu. Là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc độc đáo, gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, gu ăn mặc khác người của anh cũng gây ra không ít những ý kiến trái chiều và khi được hỏi về điều này, anh khẳng định âm nhạc và thời trang của tôi quá mới mẻ. Trang phục của anh thường được thấy với chất liệu đũi, thổ cẩm và nhiều họa tiết hoa văn cách điệu mang tính dân tộc do mẹ anh và Văn Thành Công thiết kế. Về sau khi dòng nhạc của anh được mở rộng, anh thường xuyên diện những trang phục theo phong cách ấn tượng và hiện đại hơn. Được anh đặt hàng từ các nhà thiết kế nổi tiếng như Công Trí và Đỗ Mạnh Cường. Do phong cách ăn mặc và gu âm nhạc kén người nghe của danh ca Tùng Dương, anh cũng phải gánh chịu những chỉ trích từ một bộ phận khán giả, coi phong cách của anh là lập dị, ma quái. Ngoài ra, sau cuộc thi Việt Nam Idol năm 2010 kết thúc, anh đã nhận xét về quán quân Uyên Linh rằng chưa tìm thấy được cá tính riêng trong âm nhạc của Linh và chưa thực sự cảm thấy thú vị về cô. Anh bị cộng đồng fan hâm mộ của ca sĩ Uyên Linh chỉ trích gay gắt. Cũng chính phong cách độc lạ của mình, anh cũng dính tin đồn về xu hướng tình dục của mình. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mình là gay. Anh có tiết lộ về người bạn gái của mình vào năm 2006 là một nhà thơ trẻ sinh năm 1987. Lúc này đang đi du học tại Pháp. Những tiết lộ của anh lại khiến cộng đồng mạng truy lùng cô gái trẻ Trương Quế Chi. Tuy nhiên sau đó cả hai đều lên tiếng bác bỏ vụ việc. Năm 2010, anh đưa thông tin về chuyện tình cảm của mình và người bạn gái đi du học đã tan vỡ. Cùng lúc đó, trong đêm nhạc kỷ niệm hơn 10 năm, ca hát của mình được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2015, Tùng Dương đã công khai đứa con trai đầu lòng của mình vừa được sinh 2 ngày. Điều ít biết về người vợ bí ẩn của ca sĩ Tùng Dương, kín tiếng đời tư không màng danh phận. Tùng Dương là ca sĩ cực kỳ kín tiếng về đời tư, dù chưa làm đám cưới và đã có với nhau một cậu con trai hơn 1 tuổi, nhưng vợ Tùng Dương hiếm hoi xuất hiện công khai trước công chúng. Năm 2015, khi Tùng Dương thông báo anh đã lên chức bố của một bé trai đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và tò mò. Bởi trước đó, nam ca sĩ chưa từng thừa nhận mình có bạn gái và cũng không có một đám cưới nào được diễn ra. Thậm chí, thời điểm đó, ca sĩ Tùng Dương còn bị dư luận nghi ngờ về vấn đề giới tính. Tuy thừa nhận làm cha, có con chung với người bạn gái lâu năm, nhưng Tùng Dương cũng chưa bao giờ công khai hình ảnh vợ con với truyền thông. Chỉ mới đây, vợ và con của nam ca sĩ cá tính mới xuất hiện trong một sự kiện để ủng hộ chồng. Được biết, bạn gái của Tùng Dương hơn anh 2 tuổi, có tên Giang Phạm, từng sống ở nước ngoài và hiện đang làm công việc liên quan đến hội họa. Dù chưa tổ chức đám cưới, song cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Bản thân Tùng Dương cũng thú nhận, nhiều năm nay họ đã coi như vợ chồng và sống riêng với bố mẹ. Tuy nhiên, sở dĩ họ chưa tổ chức đám cưới bởi cả hai vẫn thích một cuộc sống tự do, bay bổng, không bị ràng buộc. Không như nhiều ngôi sao khác, Tùng Dương vốn là một nam ca sĩ kín tiếng về chuyện đời tư. Thực ra, đó chẳng qua là do nam ca sĩ sinh năm 1983 có quan điểm tình yêu là thế giới riêng. Tùng Dương không giấu mà chỉ không thích được chú ý về vấn đề này, không thuộc về sự ồn ào của showbiz. Thật trùng hợp mà bạn gái của anh cũng có chung nhận định như vậy. Cô thậm chí còn không màng một danh phận. Không chỉ về tính cách, Giang Phạm còn có ảnh hưởng đến anh trong sự nghiệp âm nhạc.
Trước đây, nam ca sĩ quê Bắc Ninh từng chia sẻ tiêu chí cho bạn gái của mình là mình hợp nhất với một người cũng liên quan đến nghệ thuật, có thể cùng ngành nhưng khác nghề. Thật may mắn, mẹ của con trai anh hiện giờ phù hợp với tiêu chí ấy. Thực ra, Tùng Dương và Giang quen nhau nhờ bà mối Thanh Lam. Lúc đầu, cặp đôi chỉ xác định là bạn bè, nhưng qua Thanh Lam, họ lại gặp nhau nhiều hơn. Chính nữ diva này cũng là người thân cận nhất để chứng kiến chuyện tình ca sĩ, họa sĩ nảy nở. Anh chia sẻ, có lúc hai vợ chồng giận nhau cả tháng, nhưng lần nào anh cũng là người chủ động làm lành, dù mình có đúng hay sai. Tùng Dương chia sẻ, nhiều khi tôi đúng, nhưng tôi vẫn nhận sai với vợ. Vì phụ nữ rất đáng thương, họ phải mang trên mình nhiều trọng trách, nên tôi luôn nhận lỗi và làm lành với vợ trước. Đôi khi có giận, nhưng mình là nghệ sĩ thì mình phải bước qua mọi mâu thuẫn, quan trọng là biết tháo gỡ nó như thế nào. Từ ngày làm bố, Tùng Dương tự thấy cảm xúc của mình sâu lắng và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tâm sự mình cũng như nhiều ông bố bỉm sữa khác, có thể 3 giờ sáng dậy pha sữa, thay tã cho con, dỗ con ngủ. Đối với ca sĩ con cò, điều đó bình thường nhưng làm anh vô cùng hạnh phúc. Với con cái riêng của vợ, Tùng Dương từng thừa nhận là để chấp nhận là điều không đơn giản. Tâm lý chung ai cũng vậy, nhất là trẻ con khi mà sự nhận thức chưa nhiều và rõ ràng. Nhưng đến giờ thì mọi việc đã ổn, cháu đã lớn hơn, lại là con gái nên có sự nhạy cảm tinh tế rất riêng và Tùng Dương coi cháu như con đẻ của mình. Nam danh hài lắm tài nhiều tật của Vbiz, thay vợ như thay áo, sự nghiệp đầy dẫy thị phi và cuộc sống sau án tù vì tàng trữ chất cấm. Sau 15 năm kể từ ngày vướng vào vòng lao lý, cuộc sống hiện tại của nam danh hài đã có nhiều thay đổi. Lắm tài nhiều tật là câu nói ám chỉ cá nhân có sự vượt trội về thực lực, tài năng nhưng đi liền với đó là những thói hư khó bỏ. Và câu nói trên diễn tả khá đúng về cuộc đời của Hiệp Gà, tên tuổi ăn khách một thời của sân khấu phía Bắc. Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, anh sinh năm 1977 tại Hưng Yên, từng là diễn viên hài nổi tiếng ở miền Bắc. Qua những vai diễn duyên dáng tại các sân khấu đình đám những năm 2000 như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân hay Gala Cười, cái tên Hiệp Gà trở thành danh tài trẻ tuổi nổi bật có sức hút đặc biệt với khán giả. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của anh cũng tỷ lệ thuận với những scandal và thị phi trong showbiz. Sự nghiệp đầy rẫy những scandal bê bối nhất là mức án 2 năm tù vì tàng trữ chất cấm. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2007, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Dương Đức Hiệp, tức diễn viên Hiệp Gà đang tàng trữ heroin với mục đích sử dụng cá nhân. Tại cơ quan công an, Hiệp Gà khai đã nghiện ma túy khoảng 4 đến 5 tháng. Mỗi ngày sử dụng một nửa gói heroin mua với giá 50.000 đồng, gói nhỏ mà Hiệp Gà vứt đi là heroin vừa được mua. Đến chiều ngày 31 tháng 7 năm 2007, Hiệp Gà bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội tuyên phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy với hình phạt là 2 năm tù. Phiên xử mở tại Ủy ban Nhân dân phường Phương Liên, nơi Hiệp Gà tạm trú, chật kín người hâm mộ, bạn diễn và những người dân xung quanh. Scandal bị bắt không đẩy Hiệp Gà xuống bùn đen. Ngay sau khi ra tù, khán giả, đồng nghiệp vẫn ủng hộ, tạo cho cây hài quá nhiều cơ hội để trở lại với sân khấu. Thậm chí Táo Quân, show diễn lớn nhất, hoành tráng nhất của làng hài Việt vẫn dành đất diễn cho Hiệp Gà ngay sau khi anh được tự do. Tiếc rằng quãng thời gian rực rỡ đó lại không kéo dài được quá lâu khi nam diễn viên liên tiếp bị ném đá vì những thị phi của mình. Năm 2013, Hiệp Gà bị chỉ trích gay gắt khi đăng tải một hình ảnh tươi cười và đu lên một đầu của chiếc đòn gánh trong tượng đài Soviet Nghệ Tĩnh tại ngã Ba Nghèn. Dù bị ném đá nhưng anh không chịu gỡ xuống và cho rằng hình ảnh không có gì xấu và ghê gớm. Cũng năm đó anh bị chỉ trích khi vô tư tạo dáng chụp ảnh trong đám tang của bà. Suốt một thời gian dài, Hiệp Gà nhận nhiều lời chỉ trích của người hâm mộ. Chưa dừng lại, nam diễn viên còn từng bị tố bùng tiền sửa xe do va chạm giao thông, chạy máy trong tình trạng phóng nhanh vượt ẩu và chở theo con gái mà cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Những ồn ào hiệp gà khiến khán giả ngao ngán, thậm chí có người quay lưng chỉ trích và cũng vì thế mà sự nghiệp của anh tụt dốc dần. Ba cuộc hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào, nhận gạch đá vì phụ bạc người vợ táo khang. Hiệp gà kết hôn lần đầu vào năm 2003 với một cô gái làm nghề cắt tóc tên là Thanh Quý. Lúc đó dù biết chồng nghiện ngập nhưng cô vẫn quyết định về chung một nhà. Thanh Quý cũng là người chăm nom Hiệp gà khi anh phải ngồi tù và phải một mình chăm sóc con gái. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên ra tù, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn vào năm 2009. Hiệp gà chia sẻ rằng vợ cũ hay ghen tuông, cáu giận, cô còn chỉ trích anh là có người mới. Năm 2010, Hiệp gà bất ngờ thông báo tái hôn và hết lời khen ngợi vợ mới là Thu Trang, là người hiểu chuyện, đã ở bên cạnh chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Hơn một năm sau, Hiệp gà lại tuyên bố ly hôn Thu Trang. Anh cho biết tổ chức đám cưới vì Thu Trang lỡ có bầu, nhưng đến ngày ăn hỏi lại không giữ được thai. Sự việc khiến hình ảnh Hiệp gà bị mất điểm trầm trọng trong lòng khán giả. Nhiều người thẳng thừng quay lưng và chỉ trích nam danh hài không tiếc lời. Năm 2016, Hiệp gà kết hôn lần 3 với bạn gái kém mình 1 tuổi tên là Diệu Thúy. Trong đám cưới, anh bật khóc và bày tỏ mong muốn cô là người tình cuối cùng trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2018, hai người xích mích vì chuyện tiền bạc. Diệu Thúy chia sẻ trên trang cá nhân, cô vay hộ chồng 150 triệu đồng, nhưng sau đó anh thoái thác không trả. Hiệp gà không bình luận về sự việc này. Sau đó vào cuối năm 2018, anh xác nhận đã chia tay người vợ thứ ba. Dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và gặp nhau khi dự sinh nhật con trai vào tháng 10 năm 2019. Làm gà trống nuôi con, quyết định không đi bước nữa. Sau khi ly hôn người vợ thứ ba, cuộc sống của nghệ sĩ 7X có nhiều thay đổi. Hiệp gà hiện tại đang làm gà trống nuôi con và anh từng chia sẻ không có ý định đi bước nữa. Thời gian vừa qua là quãng thời gian tôi thích nhất, thoải mái nhất. Tôi quyết không lấy vợ nữa, làm bố đơn thân và nuôi hai con. Hai con là động lực lớn nhất của tôi. Ở hiện tại tôi chọn bình yên, dành tình yêu của mình cho các con. Tôi cũng không mưu cầu là một ngôi sao hay mảng danh lợi lớn lao, nam diễn viên bộc lộ. Trên trang cá nhân, Hiệp gà thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống của hai con. Hiệp gà của hiện tại nhìn phong trần và có phần lên cân. Cuối năm 2021, nam diễn viên sinh năm 1977 với nghi án sắp lấy vợ tư khi đăng tải hình ảnh chụp cùng một cô gái trẻ trong dòng trạng thái "Yêu anh đi nhé". Tuy nhiên, Hiệp gà lên tiếng phủ nhận về thông tin này. Tiểu sử chiến thắng, danh hài ba đời vợ, bốn lần cưới và những điều chưa biết về cuộc sống của danh hài nước tiếng. Chiến Thắng, tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975, là một nam nghệ sĩ hài, sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ, Chiến Thắng đã phải làm thuê để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Lớp 6 thì bán kem rong, học cấp 3 và nghỉ hè đại học thì gánh gạch thuê. Còn khi ở Hà Nội ôn thi và học đại học thì Chiến Thắng còn xin làm đá ốp lát, khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh. Sau 2 năm đi thi đại học đều trượt, mặc dù điểm năng khiếu rất cao, chán nản, Chiến Thắng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành lính biên phòng tại tỉnh Hà Giang. Sau này, anh theo học chuyên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và đến năm 1998 thì tốt nghiệp, ra trường. Sự nghiệp.
Năm 2001, tên tuổi của Chiến Thắng bắt đầu được khán giả biết đến khi anh được nhận vào ekip sản xuất chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của Đài Truyền Hình Việt Nam. Năm 2003, trong năm đầu tiên Gala Cười ra mắt, Chiến Thắng cùng hai nghệ sĩ Công Lý và Hiệp Gà tham dự Gala Cười 2003 với tiểu phẩm Thử Lòng. Năm 2007, khi chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần bị ngừng sản xuất, thì Chiến Thắng tiếp tục đi theo con đường nghệ sĩ hài của mình bằng việc tham gia diễn xuất trong chuyên mục Góc Cười của Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC và chuyển sang hoạt động tự do nhiều hơn. Năm 2014, vào dịp cận Tết Giáp Ngọ, Chiến Thắng đã nhận vai Nam Tào trong chương trình Táo Quân của VTC. Mặt khác, Chiến Thắng còn tham gia chương trình hài Tình Huống Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Anh tham gia tập 2 của chương trình với vai trò là một trong 4 khách mời và Chiến Thắng đã xuất sắc giành cúp lưu niệm của chương trình nhờ sự hài hước và khả năng ứng biến nhanh nhẹn. Từng kiếm 100 triệu đồng một ngày. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết nhiều dự án từ đầu năm của anh bị đình trệ. Tuy nhiên, anh vẫn sống rất tích cực, dành thời gian cho một số sở thích như vẽ tranh, viết kịch bản, chuẩn bị khi hết dịch thì làm việc trở lại. Nghệ sĩ Chiến Thắng tâm sự gặp không ít khó khăn vì dịch. Tôi đã phải mang tiền tiết kiệm ra để tiêu vì 2 năm nay thu nhập bấp bênh, show thì không có do chúng ta phải tuân thủ giãn cách, không tụ tập đông người. Trước Tết có một vài bộ phim hài, show diễn nho nhỏ nhưng không nhiều, gọi là vẫn có vai diễn cho đỡ nhớ nghề mà thôi. Mùa hè, ở nhà cả ngày, lại có con nhỏ nên tiền điều hòa, tiền điện nước tăng lên. Hai vợ chồng cũng phải co kéo, sao cho cuộc sống gọn gàng, đầy đủ cho các con, chứ không xông xênh như hồi trước. Trước đó, năm 2020, khi công việc vẫn còn ổn định, nghệ sĩ Chiến Thắng từng tiết lộ đợt diễn dịp cao điểm Tết, mỗi ngày có khi thu nhập đạt 100 triệu đồng hoặc hơn. Đến mức, có lúc anh không muốn nhận show vì ngày nào cũng phải làm việc liên tục. Dù vợ khuyên giữ sức khỏe, nhưng anh cũng cho biết xem công việc như niềm đam mê nên vẫn hăng say lao động. Năm 2019, nghệ sĩ Chiến Thắng còn từng mua xế hộp giá 2,3 tỷ đồng, bốc thăm trúng biển số mang ý nghĩa rồng nhà tiền. Ba đời vợ và 4 lần cưới. Ba đời vợ nhưng tính ra danh hài Chiến Thắng lại có tới 4 lần kết hôn. Trong đó, với người vợ hiện tại, anh đã đăng ký kết hôn 2 lần. Năm 2016, sau khi ly hôn người vợ thứ hai, anh kết hôn với Thu Ngọc, kém anh 15 tuổi. Nhưng đến năm 2017, thông tin cả hai đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn nữa, khi chỉ 3 tháng ký vào đơn ly hôn, cả hai lại quyết định quay lại với nhau vì vẫn còn yêu. Thủ tục đăng ký kết hôn lại được tiến hành một lần nữa. Chỉ có điều, nam diễn viên không tổ chức đám cưới mà chỉ làm mấy mâm cơm mời anh em họ hàng hai bên. Được biết, Thu Ngọc được mẹ và các con của Chiến Thắng rất yêu quý và đó là một trong những lý do để gắn kết hai người với nhau thêm một lần nữa. Hỏi nghệ sĩ hài nói xấu vợ đã trải qua 3 cuộc hôn nhân thì với vợ cũ và các con sẽ được chu cấp như thế nào? Anh tâm sự, như mọi người thấy, dù tôi trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng chưa bao giờ bị vợ cũ và các con chê trách. Tôi luôn xác định, vợ chồng chia tay thì con cái luôn thiệt thòi. Chính vì thế mà cần phải quan tâm, bù đắp nhiều hơn. Ngay cả khi khó khăn nhất thì tôi cũng không thoái thác trách nhiệm của mình. Khi chia tay, tôi cũng để lại hết cho vợ cũ để nuôi con. Không chỉ chu cấp về kinh tế, nam danh hài cũng cho biết, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều sắp xếp để đưa đón các con về nhà hoặc đưa đi chơi cùng gia đình hiện tại. Người vợ thứ ba của anh cũng rất tâm lý, thỉnh thoảng mua sắm đồ, quần áo cho hai cô con gái riêng của chồng. Tết nào, anh cũng đón các con về nhà ăn Tết, vì đó là dịp mà gia đình được đoàn tụ đông đủ nhất. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ hơi ích kỷ là muốn các con ở cùng mình để được gần các con hơn, nhất là những ngày Tết. Bởi ngày thường, tôi đi diễn suốt, lúc nào cũng bận rộn. Về nhà thì các con đã đi ngủ, sáng ra chúng đi học thì mình vẫn chưa dậy. Chính vì vậy mà bất kể lúc nào có thời gian rảnh là tôi lại bù đắp cho các con. Danh hài sinh năm 1975 nói, luôn hoàn thành trách nhiệm làm cha, nhưng Chiến Thắng tâm sự rằng có một tật xấu mà anh rất khó bỏ là đam mê xe hơi và hút thuốc. Trong các thú vui của đàn ông như nhậu nhẹt, chơi bời thì anh đều không thích, thậm chí thấy sợ. Nếu không đi diễn, anh có thể ở lì trong nhà từ sáng đến tối để chơi với các con hay vẽ tranh, viết kịch bản. Ít ai biết rằng dù không học về mỹ thuật
nhưng anh lại là chủ nhân của rất nhiều tranh. Nhưng sở thích với xe hơi, bóng đá và hút thuốc thì không giảm đi được. Anh bảo nghề của tôi thường về muộn, tôi lại tự lái xe đi diễn nên khó tránh khỏi việc hút thuốc, nhất là những lúc buồn ngủ. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hút thuốc trong nhà mà có nơi riêng hẳn hoi để không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ con. Hiện nay, con trai của tôi mới 19 tháng nên càng phải giữ. Đam mê nữa là xe cộ. Tính đến nay, danh hài chiến thắng đã có tới 9 lần lên đời xe. Từ chiếc vài trăm triệu phải đi vay thêm thì nay anh có điều kiện tậu xế lên đến vài tỷ đồng. Tất cả đều được sắm bằng tiền các xe đi diễn chứ không phải từ kinh doanh. Căn nhà khang trang hiện tại ở thành phố Vĩnh Phúc trị giá 5 tỷ đồng cũng từ việc chăm chỉ chạy show mà có. Lý do khiến chiến thắng luôn đắt show không chỉ bởi lối diễn của anh gần gũi với người lao động, mà bởi anh có thể biến hóa nhiều vai trò khác nhau. Không chỉ diễn hài, anh còn hát, làm MC, đọc thơ và làm thơ để phục vụ bà con. Nhà đẹp, xe sang, nhưng ngoài đời, Chiến Thắng là người có phong cách sống giản dị, thoải mái và dễ nuôi. Anh hóm hỉnh, ai rước được tôi là rất hời, vì tôi kiếm được tiền, nhưng nuôi tôi lại không tốn kém gì cả, cũng không biết đòi hỏi cái gì bao giờ. Ăn uống lại càng đơn giản, có khi chan bát canh vào cũng xong bữa. Sống đơn giản, hòa đồng, nên ở tuổi trung niên, điều khiến danh hài Chiến Thắng tự hào nhất là luôn giữ được sự tươi trẻ và cuộc sống gia đình bớt đi sự căng thẳng, mệt mỏi. Từ ngày có thêm Cú Tí, tôi lại càng thấy mình thăng hoa hơn, có động lực hơn. Đi diễn xong cũng chỉ muốn về nhà với con, anh nói. Nam diễn viên cũng hy vọng đây sẽ là bến đỗ lâu bền của mình, không còn vướng vào hai chữ đào hoa.